Mở đầu bản tin ngày hôm nay, để tôi nói cho bạn một tin cực kỳ vui. Đây là ngày tài của Lootbox đến gần lắm rồi. Còn gần là bao giờ thì các bạn biết rồi đấy. Tôi là Hữu Văn Minh, chuyên thuộc đài truyền hình Game Hay. Và đây là Phốt News số 68. Video này đang có quảng cáo, không có tiền làm video làm sao? Truyền thuyết thánh thủ, nữ thần AFK xuất chiến. Cuộc chiến của... Bảy vùng đất, bảy thế lực. Chiêu tập chiến binh đa dạng trận hình. Game AFK rảnh tay cưng cả vũ trụ. Phó bản đa dạng, tài nguyên bao la. Bạn đã sẵn sàng để xuất chiến. Truyền thuyết thánh thủ, tải ngay tại App Store hoặc Google Play. Kojima bị nhầm là sát thủ. Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị ám sát vào ngày 8 tháng 7 vừa qua. Kẻ ám sát đã bị bắt và tên của hắn cũng được xác định. Theo các nguồn tin chính thức, Tetsuya Yamagami hiện đang 41 tuổi và thất nghiệp, đã thú nhận tội của mình và khai rằng bởi hắn thất vọng và khó chịu với Shinzo Abe. Các chi tiết khác về Yagami kể từ đó cũng được lan truyền trên mạng, bao gồm tình trạng thất nghiệp, thời gian làm việc trong lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản, công việc của hắn tại trường y khoa về vật lý trị liệu và niềm đam mê của hắn về cách mạng Kekevara. Tuy nhiên, chẳng hiểu kiểu gì, bỗng nhiên khi nói về Tetsuya Yamagami, một đài báo Hy Lạp và một vài trang báo ở những đất nước khác lại sử dụng hình ảnh của vị đạo diễn game nổi tiếng Hideo Kojima. Tồi tệ hơn, thông tin sai lệch từ chính trị gia người Pháp Damien Hill, người tự cho là đã vô tình share lại thông tin này. Những tài khoản mạng xã hội giả mạo đã chia sẻ trò đùa về việc Tetsuya Yamagami và Hideo Kojima trông giống nhau, một trò đùa được tạo ra từ quan điểm phân biệt chủng tộc. Và các ông chính trị gia này có vẻ như không nhận ra đó là một trò đùa và đã chia sẻ hình ảnh của Kojima với hình ảnh của Kevara. Tuy rằng bài đăng sau đó bị xóa, nhưng với tốc độ nhanh hơn cả Quicksilver trong Marvel, nó bị lan truyền rộng rãi quốc tế. Ví dụ như trong buổi phát sóng của một đài tin tức ở Hy Lạp về vụ ám sát, hình ảnh của Hideo Kojima được sử dụng bởi vì người ta tưởng ông chính trị gia kia nói thật. Ôi giời ơi. Rất nhiều người khó chịu về hành vi ngược đãi ảnh Kojima này, vì đạo diễn hoàn toàn không liên quan tới câu chuyện này cả. Như những kẻ phân biệt chủng tộc trên Internet, các chính trị gia cực hữu vàng loạt những bài đăng lan truyền từ những người thiếu hiểu biết đã dẫn đến sự việc như thế này. Capcom làm game Max đấm nhau với khủng long. Tuần này thì Capcom đã tiến hành một đợt thử nghiệm cho sản phẩm mới nhất của mình, có tên gọi là Exo Primal, một sự kết hợp độc đáo giữa bộ giáp công nghệ và những con khủng long. Người chơi sẽ vào vai một nhân viên mới của IBS, một tập đoàn công nghệ đang nghiên cứu khoa học bằng cách ném cái cầu bay chiến đấu của mình vào những con khủng long chui ra từ đâu không rõ. Mỗi ván đấu sẽ là cuộc đua giữa hai đội gồm 5 người chơi để thực hiện nhiệm vụ trong hai dòng thời gian song song hoặc cạnh tranh trực tiếp với nhau. Game thủ sẽ được lựa chọn những bộ giáp khác nhau giống như tướng trong Team Fortress 2 hay Overwatch, nên khả năng thay đổi ngay giữa trận đấu cũng diễn ra rất tương đồng với Overwatch. Mong là tựa game này không có cái kết như Overwatch. Exo Primal được lịch ra mắt vào năm 2023 trên các hệ máy PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X. Tựa game được Capcom nhấn mạnh là sẽ không free to play và cũng không liên quan gì đến Dino Crisis. Chơi ván LL 3 tiếng bị ban 2 tuần. Vào ngày 1 tháng 7, cũng như bao ngày thường nhật khác, streamer Kiwari bắt đầu buổi lên sóng trên Africa TV, nền tảng phát trực tiếp tương tự với Twitch với việc stream game liên minh điện thoại. Trong một ván đấu sử dụng con bài Irelia ở khu vực đường giữa, nữ streamer xui xẻo này vô tình gặp phải những người chơi hệ troll game ở cả team mình lẫn team bạn. Sau khi đã stream và biết được thông tin của Kiori đang xuất hiện trong trận đấu, hai người đồng đội của cô này chơi tướng Narset và Jin đã hợp tác với Evelyn và Senna ở team đối phương lên kế hoạch kéo dài trận đấu lâu nhất có thể nhằm được chơi chung với Kiori nhiều hơn. Ui ôi, phát hiện 4 thằng sim. Cho dù Kiori đã rất nỗ lực trong việc bắt đò hay bỏ phiếu đầu hàng thì vẫn đều bị 4 người chơi kia ngăn cản, thậm chí họ còn tích cực thủ nhà nhằm kéo dài thời lượng trận đấu nhờ vào những con bài late game với khả năng thăng tiến sức mạnh vô hạn như Narset và Senna. Kết quả là gì? Là trong 3 tiếng đồng hồ, cô nàng Kiori này đã bị hạ gục lên đến 120 lần. Quá chán nản, có thời điểm cô nàng chuyển sang chơi FIFA trong lúc chờ đợi hồi sinh.
Nhưng đến nay câu chuyện mới bắt đầu. Hơn 3 tiếng chịu đựng, cứ tưởng rằng mình sắp được siêu thoát, nhầm, mình sắp được thoát khỏi cái kiếp nạn này. Nhưng không, Kyori nhận được một thông báo, ban 14 ngày, vì lý do các hành vi tiêu cực và cố tình chết trong trận đấu. Nguyên nhân được dự đoán là vì hệ thống ghi nhận được thông tin Kyori liên tục feed một cách đầy bất thường, cộng thêm việc 4 thằng sim kia cố tình tố cáo nữ streamer đã khiến cô nàng phải lãnh án phạt đầy oan ức này. Vụ việc hy hữu trên sau khi được chia sẻ rộng rãi trên những đàn Reddit đã không ít người tỏ ra ngán ngẩm với hành vi của 4 game thủ trong bảng đấu, cũng như cái án phạt tào lao mà đối hàng dành cho nữ streamer xui xẻo Kyori. Final Fantasy 16 bỏ chế độ theo lượt vì game thủ. Trong cuộc phỏng vấn với Famitsu về từ game sắp ra mắt Final Fantasy 16, giám đốc sản xuất Naoki Yoshida cho biết rằng quyết định thay đổi cơ chế gameplay từ theo lượt chuyển sang hành động thời gian thực được đưa ra để từ game này có phần hấp dẫn với những khán giả trẻ. Theo ông, tuy đội ngũ làm game là những người lớn lên với những tựa game JRPG vừa lớn đánh theo lượt và rất yêu thích chúng, nhưng ông và đồng nghiệp nhận thấy rằng sở thích của thế hệ game thủ ngày nay đã thay đổi. Họ cần những trò chơi có tính hành động và tốc độ cao hơn, hình ảnh hoành tráng và mặn mà, à không, ý tôi là mãn nhãn hơn. Sau khi xem xét thì đội ngũ Final Fantasy 16 đã quyết định lựa chọn hướng đi này cho sản phẩm mới nhất của mình. Một lựa chọn khác cũng được quyết định là vì thiết kế Final Fantasy 16 không theo hướng thế giới mở. Theo đó, câu chuyện của game sẽ diễn ra trên tầm thế giới và tổ đội của người chơi sẽ được chu du qua nhiều thành phố. Vì vậy, yếu tố thế giới mở không thực sự cần thiết, mà bản đồ trong Final Fantasy 16 sẽ được chia làm những vùng để có thể kể câu chuyện một cách mạch lạc. Nếu chỉ dùng nhét một bản đồ thật lớn vào để giống những game khác thì nó sẽ khiến thời gian phát triển game dài hơn, có thể lên đến 15 năm. Final Fantasy 16 dự kiến ra mắt vào mùa hè năm sau và chỉ trên hệ máy PS5. Loot box bắt đầu bị cấm tại nhiều quốc gia. Theo Reuters, Tây Ban Nha sắp sửa trở thành quốc gia châu Âu tiếp theo có điều luật quản lý loot box, còn gọi là hòm nhân phẩm trong video game. Mục đích của điều luật này là để tránh hành vi chi tiền thiếu suy nghĩ do bị mời gọi hay bị đánh lừa bởi nhà phát hành. Bộ trưởng Bộ Tiêu dùng nước này Alberto Garzón cho biết trong vài tuần tới, chính phủ Tây Ban Nha sẽ thông qua bộ luật này và nó quản lý tất cả những tính năng trên thị trường ảo của game như vật phẩm ảo hoặc thật, bao gồm cả NFT. Theo khảo sát của chính phủ Tây Ban Nha cho thấy, 3 trong 10 học sinh, sinh viên nước này bỏ tiền vào nạp game và càng trẻ thì số tiền nạp càng nhiều. Nhưng các bạn cần nhớ rằng, Tây Ban Nha không phải quốc gia duy nhất đặt tầm ngắm vào loot box. Theo trang VGC, 6 đảng phái chính trị tại Hà Lan cũng đang đệ đơn lên Thượng nghị viện để thông qua luật cấm loot box trong game. Họ tuyên bố rằng, thông qua game, trẻ em bị thao túng khiến cho chúng nạp tiền, mở hòm, vân vân và mày mày, giống như đang đánh bạc, gây nghiện và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhưng mà khoan, đây là ở Hà Lan như thế, chứ ở Việt Nam mà các bạn thấy tôi có bao giờ nạp tiền đâu. Free to play đấy, tôi vẫn có Kazuha này. Chậm mỗi 1 năm thôi. Tin vắng. Siêu phẩm rất được mong đợi của Nintendo, Bayonetta 3, đứa định ngày đã mắc 28 tháng 10, 2022. Tuy được dán nhãn M, có nghĩa là chỉ dành cho người lớn, với rất nhiều chi tiết bạo lực, máu me và khỏa thân, nhưng Platinum Game vẫn cẩn thận thêm vào chế độ thiên thần nghe thờ, nơi nhân vật chính của bạn vẫn mặc đủ quần áo khi tung chiêu. Tương mới của Liên minh huyền thoại Nila bị đỡ nớp sau khi đã mắc chưa đầy 24 tiếng, khi tỷ lệ thắng của nàng này leo lên tận 52%. Ngay trước đó, hãng này cũng tung ra hot fit khẩn cấp để cân bằng lại Gwen, Master Yi và Sivir. Sau 4 năm nghỉ hưu khỏi các giải đấu CSGO chuyên nghiệp, Sora bất ngờ trở lại và thi đấu tại đấu trường Valorant, đầu quân cho đội tuyển Sentinel cùng với Tenji. Tức là bây giờ tôi vừa phải bắn Tenji, tôi vừa phải bắn Sora. Con đường vô địch Master của tôi xa thêm một tí rồi. Grimlight là từ game gacha đồ họa Animu mới ra mắt thuộc hãng A Studio. Tuy nhiên, vào ngày ra mắt 7 tháng 7, hệ thống server của game gặp lỗi kỹ thuật, đến nỗi sau nhiều giờ ở chế độ bảo trì khẩn cấp, Grimlight được đưa trở lại giai đoạn open beta, cũng như hứa hẹn sẽ ra mắt một lần nữa trong thời gian sắp tới. Đây là cái trường hợp hy hữu khi mà game từ open beta sang ra mắt chính thức rồi lại trở lại open beta do quá nhiều lỗi. Theo danh sách tuyển dụng của Respawn, studio này ngoài Apex Legends cùng phiên bản mobile của nó còn đang thực hiện Star Wars Jedi Survivor và một game FPS ở vũ trụ Star Wars. Chưa dừng lại đó, một game chơi đơn FPS không tên được cho là thuộc vũ trụ Apex Legends cũng đang trong quá trình sản xuất. Liệu đây có phải là Titanfall 3 hay không? Hiện tại, chỉ có nhân viên của Respawn mới biết. Bản mod Skyrim Together Reborn cho phép người chơi trải nghiệm từ game RPG huyền thoại này nhưng là cùng với nhau, vừa được tung ra được tải đến gần 100.000 lượt. Một con số rất đáng nể một tựa game đã hơn 10 năm tuổi. Theo trang Esputer, Ubisoft đang hoàn tất chuẩn bị cho quá trình chơi thử của tựa game Beyond Good and Evil 2. Tựa game được tease từ năm 2008, tung trailer vào E3 2017, cho đến nay vẫn chưa thấy đâu. Series phim hèn xẻn rất thành công trên Netflix, Kingdom, được chuyển thể thành game với cái tên Kingdom The Blood, phát triển bởi studio game đến từ xứ kim chi, Action Square. Đây hứa hẹn sẽ thể hiện văn hóa Hàn Quốc một cách chân thực nhất. Kingdom The Blood sẽ được ra mắt trên PC và mobile. Square Enix cho biết Final Fantasy 7 Rebirth, phần 2 trong bộ 3 game remake của Final Fantasy 7 sẽ không hỗ trợ PS4 bởi chúng không có SSD. Bandai Namco được cho là đã bị một nhóm hacker có tên gọi là Mèo Đen tấn công vào ngày 3 tháng 7 vừa qua. Mức độ nghiêm trọng cũng như là thông tin bị lộ vẫn chưa được điều tra. Nhưng liệu cái nhóm Mèo Đen này có phải là Mèo Đen mà chúng ta biết hay không? 12 giờ đêm nay tôi sẽ lên đấy điều tra, anh em nhé.
Dot cho biết phiên bản 5.01 của Valorant sẽ sử dụng hệ thống mới để chống smurf trong game. Tuy nhiên, Badnot không ghi rõ cách hệ thống này hoạt động. Chắc nó không ghép đội tôi với Riot như hiện tại đâu nhỉ. Konami cho biết để kỷ niệm 35 năm dòng game Metal Gear, hắn đang chuẩn bị để mở bán phần 2 và phần 3 của series này. Cho bạn nào chưa biết thì Metal Gear Solid 2 và 3 đã bị ngừng bán vào cuối năm ngoái do hết hàng bản quyền của các đàn băng tư liệu trong game. Assassin's Creed Rift sẽ phần tiếp theo của dòng game giao chiến binh của Ubisoft được cho sẽ lấy bối cảnh tại Baghdad theo chân nhân vật bà Sim của Assassin's Creed Valhalla. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, cơ quan quản lý báo chí và sản xuất quốc gia Trung Quốc tung ra danh sách 67 tựa game được cấp phép sản xuất tại nước này. Và lần này, Tencent cùng NetEase tiếp tục vắng mặt. Sản phẩm mới nhất của Tencent, một game bắn súng sinh tồn mobile có tên gọi là Arena Breakout, vừa tung ra thì ngay lập tức bị người chơi phát hiện tựa game này có cực kỳ nhiều điểm tương đồng với Escape from Tarkov, từ cách chơi cho đến thiết kế súng ống và bản đồ. Nintendo phát đi cảnh báo khuyên người dùng Switch không nên sử dụng máy khi nhiệt độ vượt quá 35 độ C. What the hell? Cái gì đấy? Tokyo, Nhật Bản được cho đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, khiến cho rất nhiều máy Switch tự động ngủ ở nhiệt độ vượt quá mức an toàn. Hololive Hero The Game Complete Edition, tựa game kinh dị trong vũ trụ Hololive sẽ được tung ra vào ngày 18 tháng 7, nghĩa là thứ hai tuần sau. Theo tổng hợp của Twitter, Genshin Impact tiếp tục giữ ngôi vị game được tweet nhiều nhất nửa năm đầu 2022. Andy Ding, CEO và nhà sáng lập của Team Solomid bị Riot Games phạt 75.000 đô vì văn hóa làm việc độc hại. Vương giả Vinh Diệu chính thức mở cửa máy chủ Mexico với các khu vực như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập sắp được tung ra trong tương lai gần. Tencent được cho là có ý đồ sử dụng game như một cách để truyền bá văn hóa Trung Quốc, khi mà phiên bản Global của Vương giả Vinh Diệu sẽ sử dụng hình ảnh nhân vật Vân Anh để làm biểu tượng thay vì vua Arthur như phiên bản nội địa. Tựa game Factorio bị người dùng từ Nga thả bom một sao trên Steam sau khi tăng giá bán bằng đồng rúp lên 20 lần. Nhiều game thủ Nga cho rằng đây là hành động phản đối chiến tranh, trong khi một số người lại cho rằng đây là nhầm. Và vừa rồi là tất cả những gì mà tôi mang đến cho bạn trong tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và đủ thông tin thì đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ số video tiếp theo. Tôi Lưỡng một mình xin chào và hẹn gặp lại. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse.